làm bạn tôi ơi. Cách mà mình thường hay rửa mắt mình, rửa mắt mình, rửa mắt mình. Cách mà mình thường hay rửa mắt mình sáng sớm hay làm bạn tôi ơi. Mình thường chải tóc của mình sáng sớm hay làm bạn tôi ơi. Cách mà mình thường thay áo với quần, áo với quần. Cách mà mình thường thay áo với quần sáng sớm hay làm bạn tôi ơi. Mình thường đi đến ngôi trường, đến ngôi trường, đến ngôi trường. Cách mà mình thường đi đến ngôi trường sáng sớm hay làm bạn tôi ơi. Cách mà mình thường đi chiếc xe bus, chiếc xe bus, chiếc xe bus. Cách mà mình thường đi chiếc xe bus ta đến trường học. Nhìn vào năm chú gà béo béo nghịch ngợm. Quắc quắc. Năm gà béo to trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu.
Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là các con trên giường không được nhây an toàn. Bốn gà béo to trên giường nhây lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là các con trên giường không được nhây lon ton. Ba gà béo to trên giường nhây lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là các con trên giường không được nhây lon ton. Hai gà béo to trên giường nhây lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là các con trên giường không được nhây lon ton. Một gà béo to trên giường nhây lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường và hãy ngủ đi thôi. Và tất cả năm chú gà béo nghịch ngợm đều đi ngủ. Cluck, cluck. Trong kia các bé trong trang trại đang nhảy. Nằm bé trẻ con trên giường nhảy lon ton. Một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn bé trẻ con trên giường nhảy lon ton. Một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Và bé trẻ con trên giường nhảy lon ton. Một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé trẻ con trên giường nhảy lon ton. Một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Một bé trẻ con trên giường nhảy lon ton. Làm bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Và tất cả các bé trong trang trại đều đi ngủ hết rồi. Hãy nhìn vào những chú heo con đó đi. Năm chú heo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú heo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton.
Ba chú heo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú heo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú heo con trên giường nhảy lon ton, làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hãy nhìn những chú ngựa cao đang nhảy này. Đây, năm chú ngựa cao trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú ngựa cao trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú ngựa cao trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú ngựa cao trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú ngựa cao trên giường nhảy lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con lên giường và hãy ngủ đi thôi. Và tất cả những chú ngựa đều đi ngủ. Hãy nhìn những chú gà con dễ thương đang nhảy này. Chít chít. Năm chú gà con trên giường nhảy lon ton.
Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú gà con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú gà con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú gà con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú gà con trên giường nhảy lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường và hãy ngủ đi thôi. Và tất cả những chú gà con đều đi ngủ. Chít chít.